Quấn Hoa Hồng đã được giải quan. Ôi, Hoàng Thị Màu hay Thị Kính đây. À, tuy nhiên, ở đây cơ quan chức năng đã bắt một đối tượng giả mạo Quấn Hoa Hồng để cho vay và lừa đảo. Người này đã lập một loạt tài khoản mạo danh Quấn Hoa Hồng nhằm mục đích lừa đảo cho vay tiền. Đó là Nguyễn Quang Linh, trú tại Hà Nội, đã bị bắt giữ. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận thông tin trình báo của một nạn nhân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khi lái xe vận chuyển hàng hóa lên khu vực cửa khẩu Lạng Sơn, trong quá trình chờ xuất hàng đã lên mạng Facebook để vay tiền online, nhưng sau đó bị chiếm đoạt số tiền đặt cọc 150 triệu đồng gửi vào tài khoản đối tượng yêu cầu. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Nguyễn Quang Linh, sinh năm 2001, trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, để đấu tranh làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, tháng 6 năm 2021, Linh bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng thông qua việc giả danh Quấn Hoa Hồng, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, làm dịch vụ cho vay tiền online. Thông qua các hội nhóm mua bán tài khoản trên mạng xã hội, Linh mua các tài khoản Facebook có tên như Quấn Hoa Hồng, Quấn Linh, Bùi Quấn, Bùi Xuân Quấn và đăng tải các hình ảnh bản lãi suất, bản tính tiền phải trả hàng tháng, bản hợp đồng cho vay tiền nhằm mời chào và lấy lòng tin của người cho vay tiền. Khi có người hỏi vay tiền trên trang Facebook, Linh yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và số tiền cần vay. Trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp, Linh sẽ chỉnh sửa hợp lý hợp đồng vay tiền và chụp ảnh gửi cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì Linh sẽ yêu cầu chuyển cọc trước từ 900.000 đến 2 triệu đồng hoặc số tiền hoặc chuyển số tiền để chứng minh thu nhập từ 3 triệu đồng trở lên tùy theo số tiền muốn vay. Sau khi nhận tiền cọc hoặc chứng minh thu nhập, Linh tiếp tục yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước từ 900.000 đến 2 triệu đồng hoặc chuyển số tiền như trên đã nêu từ 3 triệu đồng trở lên tùy theo số tiền muốn vay. Rồi sau đó người này tiếp tục yêu cầu nạn nhân đóng thêm các khoản phí khác như tiền phí xác thực tài khoản, tiền chứng minh trả khả năng chi trả, mục đích khác nhằm chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Sau đó Linh đã mượn số tài khoản của nhiều người ở các ngân hàng khác nhau để nhận số tiền do các nạn nhân chuyển khoản rồi chiếm đoạt và chặn liên lạc. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 2 tháng 3 năm 2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố đối tượng Nguyễn Quang Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp thực hiện điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Quấn Hoa Hồng là một nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh lập nghiệp là một người chủ nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó trở về quê hương của mình và hoạt động như một người làm truyền thông và một người bán hàng online. Anh bán rất nhiều mặt hàng từ nước hoa cho tới siêu xe, đồng thời cũng là chủ nhân của nhiều siêu xe có biển số rất đẹp. Anh cùng một số người bạn khác như anh Hải Sa Ba thường xuyên có những cuộc live stream, những buổi giới thiệu review quán ăn rất hấp dẫn, rất hấp dẫn. Vào năm vừa qua, từ khoảng giữa năm xuất hiện những clip trên mạng xã hội nhân danh là Quấn Hoa Hồng, hình ảnh giọng nói là của Quấn Hoa Hồng nhưng nội dung là cho vay tiền, giới thiệu các tài khoản trên mạng xã hội và đề nghị người nào có nhu cầu vay thì vay tiền. Và chúng tôi cũng đã tiến hành nhờ các chuyên gia công nghệ thông tin giám định các clip này và xác định đó là clip cắt ghép. Họ sử dụng những clip có sẵn của Bùi Xuân Quấn, tức Quấn Hoa Hồng, rồi ghép chèn giọng vào cho khớp với lệnh của miệng và mục đích như thế. Và thứ hai nữa là đăng những số tài khoản cho vay tiền. Và công an cũng tích cực truy tìm nhưng một thời gian dài vẫn chưa tìm ra. Thì hôm nay nhân dịp một người tài xế ở thành phố Mỹ Tho lên Lạng Sơn và rất may mắn anh ta gặp trực tiếp được đối tượng tự xưng là Bùi Xuân Quấn, mà gương mặt thì không giống Bùi Xuân Quấn chút xíu nào hết, nên ta nghi ngờ và cũng bị lừa tiền rồi, cho nên báo cơ quan chức năng. Và công an tỉnh Lạng Sơn rất ok đã khởi tố vụ án và bắt đối tượng, và người này đã khai nhận hành vi của mình. Xin chúc mừng anh Quấn Hoa Hồng đã giải được nỗi oan của mình. Xin cảm ơn các anh chị.